Anti-Backpack Day, hay còn gọi là ngày không mang cặp, là một trào lưu khá phổ biến trên mạng xã hội thời gian gần đây. Người tham gia trào lưu này sẽ không dùng những chiếc túi xách hay những chiếc ba lô để đựng những vật dụng thường ngày. Thay vào đó, người dùng sẽ tự tay mình sáng tạo ra những chiếc túi độc đáo từ mọi đồ dùng. Và cũng từ đây, hàng loạt những chiếc túi xách được cho là có 102 với những kiểu dáng độc lạ được ra đời. Từ những hộp giấy thông thường cho đến những chiếc túi đi chợ cũng được tận dụng trở thành những chiếc túi đựng. Cùng với sự nhạy bén, năng động và linh hoạt trong cập nhật, nắm bắt thông tin, cũng như tạo thêm sự thích thú, không gian vui chơi, sáng tạo, lành mạnh cho các bạn học sinh, đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực đã hưởng ứng và thực hiện phong trào này. Theo đó, sáng ngày 29 tháng 4, các bạn đã đến trường với những chiếc túi vô cùng độc đáo, lạ mắt. Các bạn đều được trở thành những nhà thiết kế với những chiếc túi, chiếc ba lô được tận dụng triệt để từ các vật dụng như giỏ đi chợ, hộp quà hay thậm chí là những chiếc thùng giấy thông thường cũng trở thành những chiếc túi đựng sành điệu và nổi bật. Các bạn học sinh đã hưởng ứng phong trào một cách tích cực do nhà trường phát động. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo môi trường học tập của chúng ta thêm gần gũi và thân thiện, giúp các bạn học sinh thỏa sức sáng tạo cũng như vui chơi một cách lành mạnh, hiệu quả mà vẫn đảm bảo việc học tập một cách tốt nhất. Anti-Backpack Day.